Một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 tháng rưỡi khiến ba con thằn lằn bay bị ướt như chuột lột và đứng co ro run rẩy trên mỏm đá. Lúc này, một con thằn lằn bay gần như không chịu nổi nữa. Nó định tìm đồng đội để sưởi ấm nhưng lại bị hắt hủi. Những loài thằn lằn bay này từ lâu đã là bá chủ bầu trời. Một khi đã cất cánh, chúng gần như ở trạng thái bất khả chiến bại. Tuy nhiên, thằn lằn bay có nhiều loài khác nhau, trong đó nổi tiếng nhất chính là loài Quetzalcoatlus. Đây là sinh vật bay lớn nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Khi đứng, nó cao tới 4,80m, con người đứng trước mặt nó chẳng khác gì một món đồ chơi, bởi chiều cao của nó có thể sánh ngang một con hươu cao cổ trưởng thành. Ngoài ra, đôi chi trước của Quetzalcoatlus cũng vô cùng khổng lồ, khi sải cánh hoàn toàn có thể dài tới 11m như một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Hơn nữa, chiếc mỏ của nó dài tới 1,50m rất sắc bén và có sức sát thương khủng khiếp. Đây cũng là vũ khí săn mồi lợi hại của nó. Đến đây, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, sao Quetzalcoatlus to thế mà vẫn bay được? Câu trả lời nằm ở cấu tạo cơ thể đặc biệt của nó. Trước hết là do nó có bộ xương rỗng và rất nhẹ. Bên trong có hệ thống khung chống dày đặc, đặc biệt là loại xương ở khu vực vai cực kỳ chắc khỏe, giúp nó dễ dàng cất cánh, thậm chí đủ sức nâng đỡ cơ thể khi đi lại trên mặt đất. Cách cất cánh của nó là: đầu tiên co toàn bộ đôi chân sau lại, sau đó bật mạnh, vượt qua đôi cánh khổng lồ, rồi dùng cánh đẩy mạnh một lần nữa, dồn toàn bộ năng lượng tích trữ phóng mình lên bầu trời với tốc độ tối đa. Đồng thời sải rộng đôi cánh khổng lồ, sau đó nó đập cánh, rồi khi đã lên cao, nó có thể lượn tự do như các loài chim. Nhờ cơ chế cơ thể mạnh mẽ, Quetzalcoatlus trở thành bá chủ bầu trời và là số ít loài đủ sức thách thức khủng long bạo chúa T-Rex. Ví dụ, một con T-Rex đang ăn thịt, bỗng trên trời vang lên một tiếng như tiếng rồng gầm. Tiếp đó, Quetzalcoatlus từ từ hạ xuống. Rõ ràng nó cũng bị thu hút bởi bữa tiệc này nên định đến chia phần cùng T-Rex. Nó tự tin như vậy là vì nó sở hữu một chiếc mỏ lợi hại. Trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể khiến T-Rex bị mù một mắt. Nhưng chỉ với một con Quetzalcoatlus còn con như thế này thì T-Rex lại chẳng coi ra gì. Dù sao thì nó cũng là bạo chúa của thế giới khủng long, hoàn toàn đủ sức hạ gục đối thủ ngay tại chỗ. Tiếc là lần này nó hơi chủ quan. Lúc này bỗng lại vang lên tiếng gầm trên không. Một con Quetzalcoatlus khác đang từ từ hạ cánh. Trong tình huống 2-1, cục diện trở nên khó đoán hơn nhiều. Hai bên lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu. Để giành trọn bữa tiệc, cả hai bên đều tung ra tuyệt chiêu bắt đầu màn thăm dò lẫn nhau. Dù Quetzalcoatlus không mạnh khi ở trên đất liền, nhưng một khi đã cất cánh thì ngay cả vua đất liền cũng phải cúi đầu chịu thua. Dưới đòn tấn công phối hợp của hai con Quetzalcoatlus, T-Rex lộ ra vô số sơ hở, hoàn toàn không có cơ hội phản đòn. Vì thế, nó chỉ còn cách rút lui. Ở lại lúc này rất có thể sẽ đổ máu. Cuối cùng, Quetzalcoatlus giành chiến thắng trong trận đấu này. Thế nhưng, ở một lục địa khác, cũng tồn tại một loài thằn lằn bay hùng mạnh, đó chính là thằn lằn bay Hadzegopteryx. Kích thước của nó chỉ nhỏ hơn Quetzalcoatlus và cũng là một kẻ săn mồi vô cùng hung dữ. Ví dụ, một đàn khủng long mỏ vịt đang gặm cỏ thì bất ngờ một nhóm Hadzegopteryx xuất hiện khiến đàn khủng long mỏ vịt lập tức náo loạn. Gặp nguy hiểm, mọi loài động vật đều có bản năng bỏ chạy. Cách tốt nhất là lợi dụng những tán cây cao để ẩn mình. Lúc này, ba con non vì quá sợ hãi nên đứng yên tại chỗ. Khi phát hiện ra không thấy con mình đâu, con mẹ liền vội vàng gọi. Nhưng hành động thiếu khôn ngoan này lại vô tình để lộ vị trí cho Hadzegopteryx. Đây là một loài thằn lằn bay cực kỳ thông minh. Chúng lập tức thay đổi chiến thuật, bắt đầu lục soát kỹ lưỡng giữa những cây non tìm kiếm con mồi đang ẩn náu. Lúc này, theo tình hình mà nói, những con non chỉ có thể sống sót nếu bất động hoàn toàn. Nhưng khi Hadzegopteryx áp sát từng bước, nỗi sợ của chúng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chúng không giữ nổi bình tĩnh mà cùng nhau lao đi. Hành động này chẳng khác nào tự tìm cái chết và chẳng có phép màu nào xảy ra, một con non đã bỏ mạng ngay lập tức. May mắn là sau khi con này thu hút sự chú ý, những con non khác đã kịp trở về bên mẹ. Thấy không còn cơ hội, Hadzegopteryx đành quay về. Tuy nhiên cùng thời điểm đó, cũng có rất nhiều loài thằn lằn bay khác. Trên bờ biển Bắc Phi, có tới 7 loài thằn lằn bay khác nhau cùng sinh sống. Chúng định cư ở đây, cùng nhau kiếm ăn, nghỉ ngơi và nuôi dưỡng con non. Loài thằn lằn bay Tetidraco rất thích nghi với đời sống trên cạn,
chúng không chỉ làm tổ ở đây mà còn bảo vệ những con non mới nở. Bởi trong thời kỳ đầy rẫy nguy hiểm này, kẻ rình mò cơ hội thì không thiếu, ví dụ như loài thằn lằn Bailonchodraco sở hữu chiếc mỏ nhọn như dao găm. Con săn mồi cao 2,70 mét này thường đến quấy phá lãnh thổ của Tetidraco, chủ yếu là để tìm những con non bị tách đàn. Tuy nhiên, có những loài thằn lằn bay không quen sống trên cạn. Cách làm tổ của chúng rất đặc biệt, đó là xây trên các vách đá dựng đứng nhằm tránh bị kẻ săn mồi khác tấn công. Đây chính là những con non của thằn lằn bay chim bói cá. Khi mới sinh, chúng chỉ cao vài centimet, nặng chưa tới 60 gram. 2 tháng trước, mẹ chúng đã để lại trứng ở nơi này. Chẳng bao lâu sau, những con non lần lượt phá vỏ chui ra. Chúng còn kêu gọi nhau để đồng loạt nở cùng lúc bởi đi theo đàn sẽ an toàn hơn. Ngay sau khi ra đời, chúng phải leo lên vách đá. Đây là con đường bắt buộc để tới điểm cao nhất của nơi chúng được sinh ra. Lúc này, hàng nghìn con non vừa nở từ các tổ đã tụ tập trên đỉnh vách đá. Chúng đang chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên trong đời. Do đôi cánh vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, các xương dài nâng đỡ mảng cánh cần phải được duỗi thẳng và khóa chặt lại. Quá trình này mất vài giờ. Dĩ nhiên, chúng không thể ở đây quá lâu. Xương của những con thằn lằn bay non này cực kỳ nhẹ, 90% là không khí. Điều đó giúp chúng có thể dễ dàng cất cánh. Tuy vậy, bước chuẩn bị này vẫn là không thể bỏ qua. Khi thực sự bay, chúng không được phép mắc dù chỉ một sai sót nhỏ. Ngoài ra, ở mép vách đá còn có luồng gió nâng lên giúp các con non dễ dàng cất cánh. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, một chiến binh tiên phong lập tức lao đi. Những con khác thấy vậy cũng nối gót bay theo. Điểm đến của chúng không phải bãi biển hay nơi quần thể sinh sống, mà là khu rừng xa hơn. Ngay lúc này, một loài thằn lằn bay hùng mạnh xuất hiện. Đó là thằn lằn bay Barbaridactylus thuộc nhóm thằn lằn bay săn mồi. Dù thông thường chúng chủ yếu ăn cá, nhưng hôm nay thì khác. Bởi những con non này đều rất yếu ớt, không có chút sức phản kháng nào. Vậy nên, chúng sẽ không bỏ qua cơ hội săn mồi béo bở này. Với loài thằn lằn bay chim bói cá non, cách thoát thân duy nhất chính là gấp cánh lại và lao xuống. Nhưng việc hạ độ cao sẽ khiến chúng khó tới được khu rừng hơn. Nguy hiểm hơn nữa là kẻ săn mồi vẫn bám sát không rời. Một vài con xui xẻo đã bỏ mạng ngay lập tức. Một số con khác vì kỹ năng bay chưa thuần thục nên buộc phải hạ cánh xuống bãi biển, nhưng nơi này hoàn toàn không an toàn cho chúng. Một con vừa ló đầu ra đã bị hạ gục ngay. Trong khi đó, những con non khác vẫn tiếp tục bay, còn Barbaridactylus thì không hề có ý định bỏ cuộc. Với tình thế bị truy sát phía sau, chúng không dám lơ là một giây, chỉ biết dồn hết sức hướng về phía khu rừng. May mắn là ông trời vẫn ưu ái chúng, giúp chúng thoát hiểm trong gang tấc nhiều lần. Cuối cùng, vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, chúng đã kịp tới nơi trú ẩn an toàn. Tuy vậy, số con non tới được đây an toàn thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối với chúng, khu rừng này cung cấp mọi thứ cần thiết cho sự trưởng thành. Trong 5 năm tiếp theo, đây sẽ là ngôi nhà của chúng. Đến khi đủ lớn, chúng sẽ gia nhập đàn thằn lằn bay trưởng thành. Và đây cũng chính là bức tranh chân thực về cuộc sống của loài thằn lằn bay. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.